Cái duyên nào đã đưa em đến với bộ phim này? Một phần là vì ekip của anh Huy đã từng mời em một lần cho phim Thương Ngày Nắng Về rồi, và em đã bận phim điện ảnh và không tham gia được. Việc mà anh ấy ngỏ lời với mình một lần nữa là một thứ mà mình cần phải trân trọng nó. Và một phần nữa là em muốn tặng phim cho gia đình. Cái này là một lý do rất đặc biệt và nó là lý do lớn nhất để em làm bộ phim này. À, em không biết gia đình khác như nào, nhưng gia đình em sẽ luôn nghĩ ra kiểu, nếu như mà em chưa lên được VTV thì là không hiểu là nó làm diễn viên, là nó làm cái gì ở đâu. Tức là bố mẹ rất là mong nhìn thấy em ở trên phim Khung Giờ Vàng vào buổi tối. Hai em nghĩ là nó đến vào lúc này để mình làm chuyện này rồi. Bố mẹ này, ông bà này, theo dõi hàng ngày chúng ta 8 năm sau, nói với em điều gì? Bố mẹ em thì khoe khắp nơi, up Facebook, tự hào lắm. Chúng ta càng yêu Mai Dương, chúng ta càng hấp dẫn bởi cái sự nhí nhảnh và yêu đời mạnh mẽ của cô ấy, thì chúng ta lại càng tức, càng gọi là thể hiện sự bức xúc của mình khi mà cái cặp đôi này cứ tan vỡ. Khi mà chưa bắt đầu thì đã vội kết thúc. Tại sao Lâm lại làm tổn thương Dương đến thế? Chị cứ thắc mắc và tò mò mãi. Và đây cũng là tâm sự của rất là nhiều những khán giả để lại những bình luận, những chia sẻ trên fanpage của Đài Truyền hình Việt Nam khi mà chia sẻ về bộ phim này. Bản thân em xem em cũng nghĩ là cái quyết định đấy là một quyết định sai lầm. Sai lầm luôn. Dường như là em có kinh nghiệm. Em cũng đã đứng trước những quyết định, đúng không? Thật ra thì em nghĩ là do bản thân em là một khán giả thì em rất là yêu quý nhân vật Mai Dương thôi. Chứ em cũng chưa có cơ hội được đứng trước những quyết định như vậy ạ. Mọi người thấy không? Phim bao giờ cũng sẽ tạo ra những cái tình tiết nó có khiến mình vui, khiến mình buồn ấy. Tức là đúng cứ rồi, đưa mình đi cứ, từ tâm nó cứ lên, kia. Xong nó xuống, nó lên, nó lại xuống. Sau cái khúc mà Lâm quyết định là lựa chọn sự nghiệp ấy, thì ngay trong những cái tập tiếp theo mình lại thấy là chàng trai này lại quay trở lại với cái hành trình đi tán tỉnh lại cô bạn của mình. Và khán giả thì lại quay trở lại với cái mood là ở xem cặp đôi này tiếp theo họ sẽ tán tỉnh nhau như thế nào, có những cái tình tiết gì đáng yêu. Và giống như là kiểu mình lại sống lại cái tình yêu thời học sinh trong veo của mình, đúng không? À, làm thế nào có thể hiểu được cái cho những quyết định này của Lâm? Đã quyết định chọn sự nghiệp rồi, xong bây giờ lại thay đổi. Tức là lại quyết định quay lại với crush của mình. Liệu có hơi tham lam quá không? Cái gì cũng muốn. Rõ ràng là tham lam. Ôi, em thì em chưa có cơ hội được gặp anh Lâm của cuộc đời mình ạ. Vâng. Nếu mà gặp phải một chàng trai mà anh ấy vừa mới quyết định lựa chọn sự nghiệp và buông tay mình, nhưng mà 3 ngày sau anh ấy lại nhắn tin, lại tán tỉnh, lại gửi bánh gà tô thì em nghĩ thế nào? Và keyword ở đây là anh ấy đẹp, đứng trước mặt em. Thì chắc là cũng không thể từ chối được nhỉ? Không thể từ chối. Và đấy, câu trả lời của một bạn trẻ chạc chạc tuổi Hà, cũng tên Hà, thì cũng lý giải cho rất những tập phim tiếp theo của chúng ta của 8 năm sau. Bởi vì họ chắc chắn sẽ đến với nhau. Trailer của bộ phim cũng đã tiết lộ những hình ảnh tuyệt đẹp ở Sapa, những hình ảnh mà họ trở thành một đôi. Và quý vị khán giả cũng đừng quên khung giờ quen thuộc của chúng ta của 8 năm sau vào lúc 21 giờ 40 phút thứ hai, thứ ba, thứ tư trên kênh VTV3. Xin kính chào quý vị khán giả, chúng ta quay trở lại với Lướt trên VTV Go. Và ngày hôm nay thì là lần đầu tiên mà tôi được ngồi cùng với cả biên tập viên Thái Trang và biên tập viên Việt Hà trong một tập Lướt trên VTV Go. Lý do là bởi biên tập viên Sơn Lâm và biên tập viên Huyền Trang có việc đột xuất. Nhưng mà chúng tôi tin là đây sẽ là một quyết định mang đến rất nhiều những điều thú vị cho chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi đã có những quyết định của riêng mình và rất nhiều những câu chuyện trong chương trình ngày hôm nay. Những nhân vật cũng đã có những quyết định táo bạo của chính mình. Nên ngày hôm nay chúng tôi quyết định với chủ đề là quyết định của chúng ta. Quá nhiều chữ quyết định trong lời dẫn vừa rồi. Mà nhắc đến hai chữ quyết định thì vừa qua thì mạng xã hội cũng rất là quan tâm đến một câu chuyện ở một chung cư ở Hà Nội. Xe bị cẩu đi, bị khóa bánh, bị đưa vào danh sách đen, bị chặn không cho ra vào hầm để xe là những điều cư dân tại chung cư Artemis, Thanh Xuân, Hà Nội đang phải chịu khi mà phản đối quyết định tăng giá trông giữ xe của chủ đầu tư. Thậm chí là có người đồng ý với mức giá mới nhưng cũng vẫn bị cấm để xe vĩnh viễn. Và đáng chú ý là giá chủ đầu tư quyết định đưa ra đã cao hơn giá quy định và gây ra những ức chế cho người dân. Tôi đóng veo đầy đủ, nhưng quan điểm cá nhân của tôi là không đồng ý. Nhưng tôi vẫn phải chấp nhận. Nhưng mà bây giờ họ vì là không ủng hộ họ nên họ cả thầm luôn. Chủ đầu tư thì làm gì thì làm lại không? Không thể chấp nhận được. Khi
khi mà mua chung cư, mua những cái căn nhà mà sống chung cùng với nhiều hộ gia đình khác thì ai cũng mong muốn là sẽ có một cái vị trí để xe nó đảm bảo và nó yên ổn ấy, nó bình thường ấy. Bởi vì là cái thời gian chúng ta sử dụng phương tiện hàng ngày là rất nhiều, cái chuyện mà đỗ xe ra, đỗ xe vào là cái việc mà chúng ta sử dụng hàng ngày. Cho nên là cái việc mà có một cái không gian đỗ xe nó ổn định ấy là một thứ mà mọi người gần như là một cái điều kiện rất là cơ bản. Cho nên là mình cũng rất là dễ hiểu cái cảm giác, cảm xúc của những người dân khi mà họ mua ở đây, tức là họ muốn có một cái không gian an toàn, bình yên để mà trở về. Nhưng mà mỗi khi mà trở về thì lại cảm thấy rằng là có nhiều cái thứ nó cản trở ấy. Câu chuyện của Cường vừa nói thì đó là những người mà đã biết được ai là người đưa ra những quyết định gây cho mình cái bức xúc đến như thế. Tuy nhiên có những cầu thủ lại không biết được ai là người đưa ra những quyết định khiến mình bức xúc đến vậy. Đó là cái gì ạ? Không phải con người nha. Không phải con người gì. Chắc chắn là nguồn, máy móc rồi. Nguồn cơn, đúng rồi, đến từ những chiếc máy. Trong một trận đấu của bóng đá Brazil giữa Corinthians và Grêmio, rắc rối đã xảy ra sau tiếng còi mãn cuộc. Một số thành viên của câu lạc bộ Corinthians đã định xông vào phòng dành cho các trợ lý VAR với thái độ khá là thiếu kiềm chế. Điều mà họ muốn có lẽ là câu trả lời cho một số tình huống VAR đã can thiệp trong trận đấu này, bất chấp thực tế là đội bóng này đã giành thắng lợi với tỷ số 1-0 trong thế một cầu thủ của họ phải nhận thẻ đỏ. Có lẽ là chỉ có một lý do duy nhất để có thể lý giải cho những hành động này của các thành viên của câu lạc bộ này, đó chính là họ tiếc quá đi. Bởi vì dù chiến thắng nhưng một thẻ đỏ đó thôi cũng đã truất đi một quyền thi đấu của một cầu thủ rất là tiềm năng hoặc một cầu thủ rất là quan trọng trong trận đấu tiếp theo. Và VAR từ lúc sinh ra thì cũng đã tạo ra quá là nhiều những cái cuộc tranh luận, nhiều những cái tranh cãi. Nhiều người thì vẫn cho rằng là VAR thì chưa chắc đã mang lại sự công bằng và sự chính xác cho những cái trận đấu thể thao, mà thậm chí nó còn mang lại sự tranh cãi nhiều hơn là như thế. Cho đến bây giờ khi mà các trận đấu được đưa VAR vào ngày một nhiều hơn. Em có ủng hộ cái công nghệ VAR này trong thể thao. VAR không chỉ áp dụng cho bóng đá đâu nha, tất cả các môn thể thao khác bây giờ bóng chuyền này, bóng này cũng đều áp dụng luôn ấy. Thật ra thì em nghĩ là có thêm công nghệ vào hỗ trợ là cũng sẽ giúp phần nào đưa ra được những quyết định đúng đắn hơn. Tuy nhiên thì cái quyết định chủ chốt vẫn là do con người, tức là do cách nhìn của cái người trọng tài á. Nên có thể là người ta sẽ đưa ra những cái quyết định mà nó cũng đôi khi là nó hơi sai lầm và nó có thể làm thay đổi thế cục của một trận đấu nào đấy. Và khi mà những cái quyết định sai lầm ở trên sân của trọng tài ấy, thì sẽ là những quyết định không thể cứu vãn. Lúc đó thì những lời xin lỗi sẽ được đưa ra. Theo tờ Daily Mail, sau khi hội đồng trọng tài Anh thừa nhận một sai lầm lớn liên quan tới công nghệ VAR khi từ chối bàn thắng của Luis Diaz ở trận Tottenham gặp Liverpool, hai trọng tài phòng VAR là Darren England và Dan Cook đã bị cấm làm nhiệm vụ trong các trận đấu tiếp theo. Trong cuộc so tài giữa Tottenham và Liverpool vừa qua, bộ đôi trọng tài này đã mắc khá nhiều sai lầm. Đầu tiên, họ đưa ra yêu cầu trọng tài chính Simon Hopper rút thẻ đỏ với Curtis Jones của Liverpool trong một pha phạm lỗi không quá nặng. Sau đó, hai người này đã không đưa ra quyết định chính xác, khiến bàn thắng của Luis Diaz cho Liverpool bị hủy bỏ. Vụ việc vừa qua là một đòn giáng mạnh vào uy tín của công nghệ VAR, vốn đã bị chỉ trích sau một số quyết định sai lầm từ đầu mùa giải 2023-2024. Từ nãy đến giờ thì chúng ta nói đến rất là nhiều những quyết định nó có phần hơi tiêu cực một chút, bức và cái ảnh hưởng đến người khác và gây rất là nhiều bức xúc. Nhưng trong cuộc sống của chúng ta thì đôi khi sẽ có những quyết định khiến cho chúng ta có thể thay đổi cuộc đời. Và nếu mà nói đến một người mà đưa ra nhiều quyết định nhất và những cái quyết định của anh ấy thay đổi cuộc đời của anh ấy quá là nhiều đi, thì không thể không nhắc đến một người đạo diễn trẻ rất là tài năng mang tên là Phương Vũ. Phương Vũ từ một học sinh nghịch ngợm đến năm lớp 12 thì chàng trai này quyết định là sẽ học nghiêm túc và phải thi đỗ đại học. Cậu đóng cửa trên cái tầng 4 nha, mình nghĩ cậu ở đấy luôn 3 tháng rồi. Khi mà có kết quả thì bạn ấy chạy từ cầu thang mà mẹ con đỗ đại học rồi. Thì thật sự là mẹ không tin. Mình bảo có nhầm số báo danh không? Không thể tin nổi là con mình như thế này mà đỗ được đại học mà nó có học hành gì đâu mà đỗ. Ba bạn ấy gọi 3 lần lên trường. Và mẹ cũng coi như là cũng mò mẫm rất nhiều lần vào mạng để xem. Và khi cái giấy báo thi đại học về thì mới nghĩ là con mình đỗ. Tuy nhiên thì sau khi học được một năm thì Phương Vũ lại quyết định là thôi học và đi tìm đam mê đích thực của mình. Nếu mà cứ tiếp tục học trừ một cái trường mà mình không cảm thấy thoải mái mãi và nó cũng không có một hướng đi xác định rõ ràng trong tương lai của mình ấy, thì nó không đi đến đâu à? Không biết mọi người thế nào nhưng em thấy thực sự ấn tượng với Phương Vũ. Từ cái phong cách ngoại hình, tức là cách bạn ấy nói chuyện nữa, rất là cá tính và có cảm giác như là bạn ấy rất là giống nhiều bạn trẻ Gen Z ở thời điểm này. Tức là các bạn ấy dám nghĩ, dám làm, các bạn ấy rất là tự tin với khả năng của mình và sẵn sàng là rẽ hướng cái cuộc đời của mình nếu như mình tìm thấy một cái hướng đi mới. Và các bạn ấy cũng táo bạo nữa. Cho nên là chính cái sự táo bạo này tạo ra thêm nhiều cái màu sắc và thêm nhiều cái sản phẩm ấn tượng như là bạn ấy đã tạo ra. Em cũng nghĩ là
cái việc mà cái anh này đưa ra cái quyết định đó là chuyển hướng cuộc đời của mình, nó thực sự là cũng cần sự dũng cảm nữa. Vì thường là em sẽ có xu hướng kiểu như là an toàn, hoàn thành xong cái việc gì đấy xong mới chuyển sang một cái khác, chứ không bao giờ có việc là kiểu đang làm một cái gì đấy mà mình kiểu bẻ hướng sang làm một cái hoàn toàn khác luôn. Chúng ta đã biết tới quá nhiều những câu chuyện, những quyết định của những người nổi tiếng và rất nhiều những bạn trẻ thành công ở cái phương diện là thôi học, bỏ học hoặc là dừng học để đi theo đam mê. Nhưng mà chúng ta cần phải nhìn rất là kỹ ở đây là không phải cứ nghỉ học đại học là chúng ta sẽ thành công, mà nó lại nằm ở chiều ngược lại. Khi mà chúng ta biết được là mình thực sự rất thích hoặc là rất đam mê cái gì đó thì chúng ta sẽ biết mình phải làm gì. Chị cũng không ủng hộ theo trào lưu là thôi học là chúng ta đi tìm đam mê. Không, phải là tìm đam mê trước rồi hãy quyết định dừng một cái gì đấy để đi theo tiếng gọi của trái tim. Khi mà mình đã tìm được thứ mà mình rất thích làm, cộng với mình làm nó, mình giỏi, mình tạo được những cái sự ghi nhận thì đó chính là đam mê. Và khi đã tìm được rồi thì hãy dũng cảm quyết định bước ra khỏi cái vùng an toàn của mình và đưa ra những quyết định táo bạo, giống như là Phương Vũ đã chia sẻ. Gia đình đâu đó cũng thấy bất ngờ đấy, đôi chút cũng thấy thất vọng đấy, nhưng mà hãy để thời gian chứng minh. Và cuối cùng thì những quyết định của bố mẹ khi mà dám tin vào con trai mình, và quyết định của Phương Vũ khi mà đi theo tiếng gọi của trái tim, thì chúng ta đã thấy đấy, mình đi công tác, mình đi máy bay, mình lại thấy những cái thước phim rất là đẹp của hướng dẫn an toàn bay của hãng hàng không quốc gia. Mình thấy ồ, cuộc sống của mình hóa ra là đã tràn ngập những công trình sáng tạo của Phương Vũ đó. Quá là bất ngờ. Hôm nay chị mới biết những cái thước phim mà mình hay xem lại từ chính một bạn trẻ 9X như thế này, chạc chạc tuổi chúng ta thôi. Quá là nổi da gà luôn ấy, xuất sắc ạ. Đúng rồi, tức là những cái sản phẩm mà bạn ấy tạo ra sẽ chứng minh được cho những cái gì mà mọi người nghi ngờ về những quyết đúng định rồi, của bạn rất đấy. Là nghi ngờ. Tức là khi mà mình đã đưa ra quyết định rồi thì mình phải làm sao để chứng minh được cho mọi người thấy quyết định đó là một quyết định đúng đắn. Và ví dụ như là mình là người Việt Nam, mình đi lên chiếc máy bay của mình, mình nhìn thấy những hình ảnh, những hình ảnh về quê hương đất nước con người được thể hiện theo những cách mới, những cách sáng tạo. Và bất cứ một người bạn quốc tế nào khi mà nhìn thấy những cái video clip đấy, hình ảnh đấy thì cũng ấn tượng rất là nhiều với hình ảnh đất nước con người Việt Nam, thì em nghĩ đấy cũng là một điều tự hào rất là lớn. Và chính những cái sản phẩm đấy sẽ chứng minh được là những quyết định cuộc đời của Phương Vũ là những quyết định đúng đắn.